Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 1 đến câu 16a. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho và làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chờ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ 11, ông trở ra và thấy còn có người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ. Bắt đầu từ những người làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc 11 giờ tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: Mấy người sau chót này làm chỉ có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có đối xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến, trước hết chúng ta cần nhớ rằng câu chuyện tin mừng hôm nay dựa vào phong tục của người địa phương lúc bấy giờ. Họ chia một ngày làm việc ra làm 12 giờ, tính từ lúc mặt trời mọc, và chỉ quen nhắc đến những giờ thứ 3, thứ 6, thứ 9, tức là 9 giờ, 12 giờ và 15 giờ như chúng ta tính ngày hôm nay. Như vậy, khi ông chủ ra và mướn người làm việc cho mình vào giờ thứ 11, lúc 15 giờ, nghĩa là giờ làm việc cuối cùng trong ngày. Sứ điệp của tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với dân ngoại, những người được gọi vào hội thánh của Ngài thời sau hết. Đối với những người này, Thiên Chúa cũng ban cho họ mọi quyền lợi và đặc ân như những người Israel, những người đã được chọn gọi từ đầu. Cách đối xử khoan nhung và quảng đại này đã làm cho những người Israel bực bội, bởi họ tưởng mình sẽ bị thiệt thòi, thua kém dân ngoại. Được chọn trước dân ngoại, họ tưởng rằng Thiên Chúa phải mắc nợ họ và họ phải được ưu đãi hơn những người khác. Rõ ràng, khi người ta đặt nặng cái ơn ban hơn là tình yêu ban ơn,
thì người ta không còn yêu mến mà chỉ là ích kỷ. Chúng ta thật diễm phúc vì được Thiên Chúa yêu thương, mời gọi vào trong hội thánh của Ngài để có thể lãnh nhận hồng ân cứu độ mà Ngài đã ban phát cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, đó là người con chí ái của Ngài. Chúng ta không phải là những người được gọi vào giờ đầu tiên như những người Israel, và chắc chắn rằng cũng không phải là những người được gọi vào giờ cuối cùng. Vì vậy, thái độ cần thiết hơn hết cho mỗi người chúng ta là cảm nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, nỗ lực sống xứng đáng với những hồng ân cao cả là những người con cái của Chúa và quảng đại mang tin mừng của Chúa đến cho nhiều người anh chị em xung quanh chúng ta. Như thế, chúng ta đang góp phần làm cho sáng danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của nhiều linh hồn. Lạy Chúa Giêsu chí ái, chúng con cảm tạ Chúa vì đã thương quy tụ chúng con vào đoàn chiên của Chúa. Chúa còn tuôn đổ muôn vàn ân sủng trên chúng con qua đời sống của giáo hội. Xin cho chúng con biết cố gắng mỗi ngày sống bớt xứng với tình yêu thương của Chúa, để mai này được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu với Chúa nơi bàn tiệc nước trời. Amen.